Trân trọng kính chào quý khán thính giả theo dõi chương trình Xoáy tin với Đỗ Dũng và Mai Phi Long. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ năm 18 tháng Giêng năm 2024. Thưa quý vị, mỗi lần mùa bầu cử, chủ đề di dân được phía Cộng hòa đưa ra để mà khai thác. Và trong cái diễn biến hiện nay về chuyện ngân sách quốc gia thì Đảng Cộng hòa muốn chính quyền đương nhiệm hiện tại bây giờ phải siết chặt hơn các chính sách di dân. Nhưng thật sự các chính sách này có rộng mở giống như là chúng ta nghĩ hay không? Và ngày hôm nay anh em chúng tôi gửi đến cho quý vị cái chủ đề nóng hổi hiện nay, chính sách di dân của nước Mỹ thật sự như thế nào? Xin chào anh Đỗ Dũng. Chào Mai Phi Long và kính chào khán giả SBTN. Thực ra thì cái vấn đề di dân đó là ông Mike Johnson, chủ tịch Hạ viện của Mỹ, ngày 2 tháng Giêng, ông cùng với 60 vị dân biểu Cộng hòa ra biên giới của Mỹ, Mexico đòi hỏi là phải đưa cái vấn đề này vô để ngân sách, nhưng mà bây giờ nó chưa thực hiện được bởi ngân sách vì đang bị kẹt. Nhưng mà cái quan trọng là ngày hôm qua khi mà ông vào tòa Bạch Ốc á, nói chuyện với ông Joe Biden và những người khác đó, liên quan đến số tiền mà viện trợ cho Ukraine với lại Israel á, thì ông bảo là bây giờ phải bảo đảm, phải bảo vệ biên giới đã, phải làm sao biên giới có an ninh đã thì mới có cái chuyện là chúng ta mới chi tiền để bảo vệ Ukraine. Bởi vì Ukraine là nó ở xa á, ông không chống chuyện viện trợ Ukraine. Ông bảo như chúng ta phải lo cho đất nước chúng ta trước rồi mà lo cho Ukraine. Đó, nói nghe rất là có lý. Thì lo cho đất nước chúng ta có cái gì, chúng ta phải bảo vệ cái biên giới cho nó an toàn, giảm bớt hoặc là ngăn cản những người di dân bất hợp pháp vào. Đó. Thế thì bây giờ thưa quý vị, đi vào nước Mỹ nó có hai đường, một đường đi đường bộ hoặc là đường tàu. Thì đường bộ đó hiện nay đa số đường bộ là bất hợp pháp. Đường tàu và đường máy bay thì là hợp pháp. Hợp pháp nhưng overstay visa rất nhiều. Đó. Và cái số mà overstay visa đó hiện nay nó nhiều hơn cả cái số mà băng qua biên giới lậu. Đó là cái chuyện mà chúng tôi đã nói nhiều lần trên chương trình này. Nếu quý vị để ý, quý vị sẽ biết. Thì bây giờ đó, trước khi đi vào những cái chuyện mà gọi là biên giới như thế này thế kia đó, thì ở Mỹ nó có một cái chính sách nữa là công khai, đó là chính sách di dân, cho phép người dân vào nước Mỹ bằng con đường gọi là hợp pháp. Hợp pháp đây là hợp pháp trên giấy tờ. Trên giấy tờ. Thì người ta mới thấy rằng là những cái chính sách này đó, nó làm thất bại nước Mỹ. Nó cản trở người ta vào, chứ nó không có cho người ta vào nhiều. Ví dụ, có bốn cái chương trình mà chúng ta thấy Mỹ lâu nay áp dụng. Thứ nhất là chương trình tị nạn. Thì theo Viện Cato Institute đó, họ nghiên cứu đó, họ thống kê đó. Trong năm 2022, cả thế giới có khoảng 100 triệu người phải rời cái chỗ mình ở. Nó gọi là displaced. Vì chiến tranh, vì lụt lội, vì cướp bóc gì đó, vân vân, khoảng 100 triệu người trên thế giới. Nhưng mà nước Mỹ nhận vô đó qua chương trình tị nạn nha, tị nạn nha, tức là những người vì chiến tranh, vì đàn áp này kia, có 25.000 người thôi, tương đương 0.1% của 100.000 người này. Tức là con số quá nhỏ. Điều đó cho thấy rằng là gì? Nước Mỹ vì không còn nhận nhiều người tị nạn như trước đây nữa. Cái chương trình thứ nhì là chương trình gia đình bảo lãnh. Hiện nay đó, tính tới năm 2023, năm nay năm 2024 thì chưa có con số, tính tới 2023 đó, là hồ sơ mà gia đình bảo lãnh á, con cái, anh chị em này kia là khoảng 7 triệu người đang chờ đợi. 7 triệu người đang chờ đợi để vào nước Mỹ. Tức là họ đã có hồ sơ bảo lãnh rồi. Trong số này, theo ước tính của Cato Institute, có 1.6 triệu người khi mà họ được bảo lãnh vô mà có thẻ xanh đó, thì họ chết rồi. Tại vì chờ thường thường là trước đây là khoảng 12 năm, bây giờ có thể lên tới 13, 14 năm. Quý vị nhớ cái thời thập niên 90 không? Anh em bảo lãnh, con cái bảo lãnh cha mẹ, mà nếu cha mẹ đi thì đi ngay, mà nếu có anh em, con cái phải ở lại chờ. Thì mà những người nào mà trên 21 tuổi đó là phải chờ 12 năm, trung bình 12 năm. Rồi khi vào nước Mỹ đó là vừa bước xuống phi trường là sau đó có thẻ xanh luôn. Thì bây giờ có 7 triệu người đang bị kẹt như vậy.
trong chương trình đó. Tức là quá cái hạn 12 năm của họ, họ chưa vào được Mỹ. Thì trong số 7 triệu người này mà tới ngày mà họ vào được nước Mỹ đó, thì họ chết rồi, tại vì tuổi lớn rồi. Chương trình thứ 3 là cái chương trình mà các công ty bảo trợ những người có tay nghề cao vào nước Mỹ làm việc. Thường thường cái này nó gọi là H1B visa. H1B visa là những cái người mà có tay nghề cao và vào nước Mỹ làm, thì các hãng của Mỹ phải trả lương cho người đó cao hơn với công việc như vậy mà dân Mỹ làm. Tôi nói ví dụ kỹ sư Mỹ lương 50.000 một năm. Bây giờ cái người khác vào làm cũng công việc kỹ sư đó luôn thì phải trả trên 50.000 một năm. Và cái này phải được Bộ Nội an và Bộ Lao động xác nhận, nhất là anh Bộ Lao động lại phải xác nhận là anh phải trả số tiền đó. Thì trong năm 2022 đó, 1.4 triệu người trong chương trình này bị kẹt. Tức là trước đây ví dụ như là từ khi mà công ty nó bảo lãnh, công ty ông Long bảo lãnh tôi đó, qua tôi có tay nghề cao, ông Long cần tôi qua làm. Sau khi xin được visa rồi tôi phải đi phỏng vấn. Thì hồi trước ví dụ như phỏng vấn chờ là một năm là vô, bây giờ là chờ lâu hơn. Thì số người này là kẹt 1.4 triệu người. Tức là nước Mỹ bị thiếu 1.4 triệu người có tay nghề cao. Tôi gọi tay nghề cao đây là thực ra là họ từ kỹ sư trở lên, hoặc là của họ là cao học hoặc là tiến sĩ. Đó. Và nếu mà đợi lâu như vậy đó, thì cái gì? Lương đấy tăng lên, các hãng thì họ phải đi họ cạnh tranh, họ tìm cái người khác, họ trả lương cao hơn nữa. Tôi cho ví dụ luôn. Hãng ông Long, hãng Đỗ Dũng đều cần một kỹ sư vô làm việc. Hãng ông Long may mắn hay là cái người mà ông Long bảo lãnh á, từ bên Việt Nam qua đi để làm việc. Tới ngày tới giờ hoặc là đã bị đợi lâu giờ qua rồi, qua ông Long trả là 51.000 một năm. Tôi nói ví dụ đi, không? Hồi nãy tôi cho con số 50.000 là ông Long mướn một kỹ sư Mỹ, mà bây giờ kỹ sư Mỹ nó không có người làm cái nghề đó. H1B visa tức là mướn cái kỹ sư, mướn người tay nghề cao mà là nước Mỹ thiếu cái nghề đó. Ví dụ ông thợ sửa, gọi là sửa tóc đi. Sửa tóc đi, hiểu không? Vì nước Mỹ kiếm không có thì ông Long xin sở di trú cho ông Long là bảo lãnh một người vô, kỹ sư sửa tóc vô. Mà kỹ sư sửa tóc ở Mỹ ví dụ là 50.000 một năm thì ông Long phải trả cái người đó ít nhất là 51.000 một năm. Trong khi ông kỹ sư của tôi cũng là kỹ sư sửa tóc luôn, mà đợi giờ chưa thấy phiên phỏng vấn vô. Tôi đợi lâu quá. Tôi kiếm cái người mà kỹ sư của ông Long mà sửa tóc mới Việt Nam qua là hey, tôi trả anh 52.000. Được không? Ông kêu qua về tôi liền. Ông làm trong lòng có 51.000. Ông chạy qua tối 52.000. Tức là tôi phải trả cao hơn. Ông Long mất thợ, bất ông kỹ sư. Đó là chuyện có thật. Chương trình thứ tư là chương trình sổ số. Tôi biết lâu lâu Mỹ hàng năm có sổ số để có thẻ xanh đó. Thì năm 2022 chỉ có 0.2 người có triển vọng thắng thôi. Chứ không phải là 0.2 người được nha. Cái khả năng mà trúng á, 0.2%. Tôi rất thấp. Đó. Thì đây là bốn cái chương trình mà công khai của nước Mỹ. Nó cho thấy bị thất bại toàn tập. Tức là nếu những chương trình này mà nó không bị trễ nãi, nó không bị ngày kia, thì cái số người nó vô là nó đủ cho cái thị trường lao động của nước Mỹ. Mà vì sao nó chậm chạp như vậy chúng ta biết rồi. Dưới thời Tổng thống Donald Trump, ông cắt giảm cái ngân sách cho Bộ Nội an, trong đó có sở di trú, rồi đòi hỏi thêm nhiều cái bước mà kiểm tra. Tôi cho ví dụ, giống như nói ví dụ giống như quý vị cho con đi học ở Mỹ đi, đến nộp trường học nó bảo phải là cư dân thành phố Gandro, mà lấy gì làm bằng chứng? Yêu cầu phải có cái hóa đơn điện này, hóa đơn nước là đủ rồi. Nhưng bây giờ qua học khu tôi bảo không, học khu tôi khó hơn, ngoài hóa đơn điện, hóa đơn nước ra, anh phải có hóa đơn đi nhà thờ ở trong cái khu vực tôi, hay là có cái hóa đơn đi cái chợ khu vực tôi thì con mới được vô học. Nhưng mà người đó khó rồi, tôi làm khó rồi đúng không? Phải 4 tờ giấy mới được vô tôi. Thì hồi đó năm cái thời ông Trump vậy đó, nhân viên sở di trú họ sẽ phải kiểm tra kỹ hơn, bởi vì sợ khủng bố rồi sợ cái kia, đâm ra hồ sơ nó lâu. Có nghĩa là gì? Một nhân viên đó, một ngày ví dụ họ có thể duyệt 10 cái hồ sơ thì bây giờ duyệt 6-7 cái thôi, bởi họ phải làm kỹ hơn. Chính những cái đó nó làm cho chậm lại. Anh làm theo không? Và tất cả nó không cung cấp đủ lực lượng lao động cho người Mỹ, cho nước Mỹ. Thì sao đây? Chỗ khác tôi đi kiếm. Đó, đây là tôi nói trước hết là cái bức tranh, anh thấy là các chương trình mà gọi là công khai của nước Mỹ nó bị thất bại, nó bị trở ngại. Cái này nó không làm lợi cho nước Mỹ mà làm hại nước Mỹ.
Thực ra những chương trình này được thiết kế để làm lợi cho nước Mỹ, để cho những người di dân mà hợp pháp đi vào. Nhưng mà chính những người dân hợp pháp đó bây giờ cũng đang bị cản trở luôn. Là mình tạo ra, nước Mỹ tạo ra chương trình này thực ra là cản trở họ. Đó, cái tình trạng nó như vậy thưa anh ông. Trong bốn cái chương trình mà anh Dũng vừa mới trình bày cho quý vị về cái chính sách mà gọi là nhập cư chính hợp pháp vào nước Mỹ. Chính ngạch, gọi là chính ngạch. Chương trình cho người tị nạn nhập cư, chương trình bảo lãnh gia đình, chương trình là đi vào nước Mỹ làm việc và cái chương trình sổ số. Bốn cái chương trình này nó đã được hình thành không phải mới đây. Từ thời năm 1924. Wow. Từ đầu thế kỷ trước thì nước Mỹ mới đưa ra cái chính sách này. Tuy nhiên có những vấn đề mà các nhà nghiên cứu trong cái tổ chức Cato này họ nói rằng là trong cái thời điểm từ năm 1848 cho đến 1914, trong vòng 22 năm đó. 1924 tới mấy chứ đâu phải 1914. Không. Trong cái thời gian mà trong thời gian năm 1848 cho đến 1914. Đúng rồi. Số người mà nhận được green card di dân đó ở Mỹ đó trung bình là khoảng 1% dân số. Đến năm 1924 mới quy định, và kể từ đó số người mà nhận vào nước Mỹ nó chỉ còn có 0.5% được green card mà thôi. Và tính theo cái tỷ lệ của thời điểm đó mà so sánh với tình trạng hiện nay thì số người mà đáng lẽ được vào nước Mỹ theo cái tỷ lệ ít ỏi hơn năm 1924 đó là ít ra là năm vừa rồi nước Mỹ phải nhận khoảng chừng 3.4 triệu người. Nhưng mà trên thực tế nước Mỹ chỉ nhận chỉ có dưới 1 triệu người mà thôi được green card. Cho thấy ngay cả cái tiêu chuẩn thời sơ khai của nước Mỹ thì cái số lượng người di dân hiện tại bây giờ vẫn ít hơn thời sơ khai đó 1/3. Thưa anh, đây là những cái chuyện mà phải nói rằng là rất nhiều người trong chúng ta không biết. Nước Mỹ thật sự nói rằng là rộng mở cho di dân bởi vì người Mỹ cái tỷ lệ nó lớn. Nhưng thật sự tính theo những gì mà chúng tôi vừa mới trình bày thì phải nói rằng là càng lúc cái chính sách của nước Mỹ nó không nhận thêm người gọi là di dân từ bên ngoài vào. Thì đây là một cái khía cạnh của vấn đề. Còn những chuyện khác kế tiếp, xin quý vị giữ băng tần SBTN. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay sau ít phút thông tin thương mại. Xin cảm ơn quý khán thính giả vẫn tiếp tục giữ băng tần SBTN. Thưa quý vị, trong phần vừa rồi anh em chúng tôi trình bày cho quý vị những các là chương trình để cho nhập cư hợp pháp vào nước Mỹ, và những chính sách này nó đã có được được thiết kế từ năm 1924, từ đầu thế kỷ trước. Nhưng mà tính theo cái tỷ lệ từ đầu thế kỷ trước cho đến tận bây giờ thì phải nói rằng là cái mức độ nhận người nhập cư vào nước Mỹ con đường hợp pháp nó chỉ bằng 1/3 của thế kỷ trước mà thôi. Đó là cái điều mà chúng ta cần lưu ý. Mà nếu chúng ta so sánh về cái mức độ nhận người di dân nhập cư vào nước Mỹ mà so sánh với trên toàn cầu, thì cái tỷ lệ của nhận người Mỹ vào trong thời điểm này phải nói là vô cùng rất là ít ỏi. Xin ban kỹ thuật cho xem cái màn ảnh laptop của tôi. Cái biểu đồ mà màu xanh này tượng trưng cho các số di dân trong những năm từ hồi thập niên 90 cho đến bây giờ. Số di dân mà người Mỹ nhận vào trong những vụ loạn lạc trên thế giới hồi thập niên 90 là họ lấy 62%. Nhưng mà con số nó giảm dần. Và đến cái thời năm 2019 đến năm 2020, nước Mỹ chỉ coi như là hầu như là so sánh thời gian trước, coi như là trừ 0.3%, coi như là không nhận, chẳng chứ họ còn không nhận mà còn là đuổi đi. Thì phải nói rằng là số lượng di dân mà người Mỹ nhận vào trong thời điểm mà chúng ta đang sống trong lúc này thì nó là vô cùng ít.
so với thời gian trước thưa anh? Vâng, cái đó là chúng ta thấy cái chính sách về di trú của Mỹ là thất bại hoàn toàn, nói thẳng thất bại hoàn toàn. Mà 33 năm qua không có gì cải tổ hết. 33 năm qua, lần mà cải tổ gần nhất mà sát nhất là năm 2013, khi đó là Thượng viện đã thông qua cái dự luật cải tổ về di trú, nhưng mà lên tới Thượng Hạ viện thì nó bị vô thùng rác. Lúc đó thì là ở Hạ viện, chủ tịch Hạ viện là ông John Boehner của Đảng Cộng Hòa, tiểu bang Ohio. Thành ra nó kẹt cứng luôn từ đó. 33 năm qua, bốn cái chính sách này nó không thay đổi, hoặc thay đổi rất ít. Và nó có những cái chuyện mà khủng bố được các thứ này kia dưới thời ông Trump lên, người ta lo sợ đâm ra gây áp lực chính quyền Donald Trump. Họ làm giảm cái số người gọi là giải quyết hồ sơ, cũng như bắt phải làm thêm nhiều cái bước mà kiểm tra kỹ hơn như tôi nói hồi nãy. Đó. Thế thì bây giờ đó là trên cái mặt mà là công khai. Còn cái biên giới phía Nam thì sao? À, biên giới phía Nam thì thưa quý vị, một trong những cái đề nghị của cựu Tổng thống Donald Trump hồi đó đó là xây tường biên giới để không cho người ta vào. Khi chúng ta nghe cái chữ xây tường, chúng ta nghĩ ngay giống như nhà chúng ta, chuột nó vô thì xây tường nó đâu vô được đó. Và cho đến bây giờ đó, Quốc hội Cộng hòa, Hạ viện Cộng hòa do người đứng đầu là ông Mike Johnson, họ vẫn đề cập cái chuyện mà xây tường biên giới. Họ vẫn yêu cầu là ông Biden phải có một cái gì đó giảm bớt số người này thì họ mới xét đến cái chuyện mà viện trợ cho Ukraine và Israel. Và cách đây hơn một tháng, ông Biden đã phải nhượng bộ một phần là cho phép tiếp tục xây một đoạn tường mấy chục dặm ở bên tiểu bang Texas mà nó còn tồn lại từ thời ông Donald Trump, lòng nhớ vụ đó. Nhưng mà nhiều người vẫn muốn là xây tường toàn bộ biên giới luôn. Thì thưa quý vị, đó là chúng ta nghe, rất có lý. Nhưng mà trên thực tế là không phải dễ như thế. Và nó không có đơn giản, chúng ta nghĩ, và nói thẳng luôn là chắc không bao giờ làm được. Chúng tôi sẽ chứng minh cho quý vị biết cái chuyện đó như thế nào. À. Trước hết đó, chúng ta phải thấy nè, khi mà chính quyền Donald Trump cũng như những người mà bên Đảng Cộng Hòa bảo là bây giờ phải xây tường tường như thế nào? Họ chỉ nói rằng là cao tối thiểu 18 feet, tối đa 30 feet. Tôi nói về cái tường thôi nha, là phải cao cỡ 30 feet là khoảng 10 mét. 10 mét, 6 đến 10 mét. 6 đến 10 mét. Xây là xây như thế nào? Bằng thép, bằng sắt, bằng xi măng hay bằng gỗ hay bằng đất, tùy theo nơi. Bằng xi măng cũng được. Còn chỗ không xây được bằng xi măng thì phải xây bằng thép. Mà thép này nó phải bảo đảm cái gì, anh Long biết không? Không bị hoen ố, không bị hoen rỉ, không bị đốt cháy. Những cái cột đó nó không thể nào bị những cái lực nào khác đẩy sập hoặc là mở rộng ra. Nó đòi hỏi kiên cố và phải nằm ở dưới đất ít nhất là 6 feet. Để tránh tình trạng đào đường hầm đi qua. Tức là nếu có đào phải đào sâu hơn, lâu hơn. Đó. Bạn có thật cho coi lại cái đoạn tường mà cột cột đó đi. Tôi đã đến biên giới Mỹ, Mexico thấy mấy cột này, lòng biết họ vẫn qua được, anh biết không? Cái này không leo được, leo được khó mà biết vẫn qua được, với họ làm gì không? Họ lấy cái đội xe đó. Đội xe đó, yes. Họ để ở giữa đó, họ đội quay quay giống như ta đội bánh xe lên mà thay bánh xe. Nó cong hết. Thì phải làm những cột mà đội không nổi. Hoặc nếu cái đội đó có nổi thì nó bự quá, nó không nhét vào cái kẽ hở đó. Tức là phải làm sát như thế nào đó. Đó. Thì đó là cơ bản là nó như vậy. Thấy không? Nội cái đó là tốn kém. Rồi tốn kém như thế, bây giờ anh có tiền, anh có ngân sách anh làm. Đất đâu ra? Bởi vì dọc biên giới Mỹ, thưa quý vị, mấy ngàn cây số nó có những cái đất của tư nhân. Đất tư nhân là quý vị mua, phải nhượng quyền sở hữu, mất thời gian. Mà ngay cả nhượng được quyền sở hữu rồi á, là có rất nhiều đơn kiện. À, đúng không? Ông Long bảo là ông Mỹ ơi, đất này của tôi, tôi giờ tôi bán được nhiêu tiền, ông chính quyền Mỹ vô xây, tôi phát hiện đất này ngày xưa là của ông bố tôi để lại, phải bố ông Long. Hay là đất này ngày xưa tôi có hùn hạp với ông Long, ông bảo giấy tờ đâu không có, bảo. Nhưng mà hồi đó tôi anh hứa, và không có giấy tờ là tôi có quyền bán, nhưng mà phải tôi ra tòa tôi kiện, và kiện là phải ngưng lại, không được xây. Vấn đề pháp lý, vấn đề địa lý,
vấn đề kinh tế thì sao? Quý vị có thể tưởng tượng khi mà những cái tường này được dựng lên, cho dù vượt qua được tất cả các vấn đề trở ngại về địa lý và pháp lý rồi nhá, địa lý và pháp lý đó gì, nó ảnh hưởng kinh tế khoảng 12 đến 15 triệu người sống xung quanh biên giới cả bên Mỹ và cả Mexico. 12 triệu cư dân này sống trong vòng khoảng 100 dặm, nó ảnh hưởng đời sống của họ. Ủa, đang nó như thế này mà tự nhiên bây giờ nó có tường, nó chắc chắn ảnh hưởng. Ảnh hưởng cái gì? Ví dụ như là tốt xấu mình chưa nói tới. Bình thường là có ngày có 20 ông vượt biên qua, tôi cũng bán được 20 ly nước. Bây giờ có 5 ông qua, tôi bị giảm mất 15 ly. Tôi nghèo đói, tôi phải xin cái này kia cho cấp chính phủ. Tôi cho cái ví dụ nhỏ là chúng ta hiểu lớn ra nó ảnh hưởng cả khoảng 12 đến 15 triệu người về đời sống của họ đủ mọi phương diện. Tất nhiên cũng có cái ảnh hưởng tốt, cái ảnh hưởng xấu. Ví dụ bây giờ đêm tôi ngủ là tôi yên ổn, nó không sợ ai đi ngang sân nhà tôi, nó cũng tốt. Nhưng mà ông Long bán nước, ông bảo ngày trước tầng ngày tôi bán được 20 ly nước, giờ bán còn 5 ly. Ai nuôi vợ con tôi? Đó, tôi nói sơ bộ về chuyện đó, thưa anh Long. Trong cái chuyện xoay tường này, thưa quý vị, đòi cao là bao nhiêu? Là từ 18 feet đến 30. Đến 30 feet. Mà cái chiều sâu phải chôn ít nhất là 6 feet. Dạ. Để thứ nhất là cho người ta không có đào qua được. Cái thứ hai, đương nhiên quý vị xây càng cao, quý vị phải có cái nền thật là lớn. Đó. Thì cái chi phí đó là cái chi phí phải nói rằng là vô cùng cao. Người ta ước lượng cái chi phí nếu mà xây là cái này hình như phải là 21 tỷ. Theo không, cái hồi đó ông Trump nói tốn 12 tỷ. Tốn 12 tỷ rốt. Và sẽ lấy tiền của Mexico. Mexico. Rốt cuộc không lấy đồng nào. Nhưng mà Bộ Nội an họ ước tính, Bộ Nội an với ông Trump ước tính tối thiểu là 21 tỷ. Dạ. À. Thì bây giờ cái giá mà thời của ông Donald Trump tính cách đây là 7 năm rồi, thì bây giờ thưa quý vị, bây giờ cái giá nó còn đổi lên hơn rất là nhiều. Vâng. Do với cái sự trượt giá bây giờ. Thì cái vấn đề này là một cái vấn đề nó không tưởng. Xin ban kỹ thuật cho xem cái màn ảnh laptop của tôi. Bây giờ trên màn laptop của tôi đó, cái những cái vạch mà màu đen là những cái vạch là đang có những bức tường hay là bức rào. Hay là họ dùng những chiếc xe, cái container gì đó họ tránh. Thì nó trải dài từ bên California đi ngang qua Arizona, đi ngang qua New Mexico, rồi đi qua tới Texas. Tới đoạn đi qua Texas thì thưa quý vị là sông Rio Grande. Đó là một cái biên giới tự nhiên. Thì chỗ này chắc không có xây tường được anh Dũng. Dạ. Vượt sông. Ông Greg Abbott chơi cái trò gọi là mèo, là dùng phao để mà là tránh. Có một cái đoạn nó tí xíu thôi, không có ý nghĩa gì với cái con sông dài như thế như trên mặt anh quý vị thấy. Nhưng mà cái chuyện xây bức tường. Xin lỗi trước khi anh tiếp tục, quý vị để ý nó có khoảng trống, anh Long có thấy không? Anh thấy trong cái lòng đen có những cái khoảng trống. Đây là cái chỗ không thể xây tường được, vì nó là núi. Nó là núi. Cao lắm. Đây. Cái chi phí rất là cao. Đó, tôi sắp đi đến cái phần đó. Dạ. Nói cái chuyện cái bản đồ trên nhìn trên thực địa chúng ta thấy là cái chuyện mà xây tường là một cái ảo ảnh viễn vông. Và xây xong rồi nó không có work, người ta sẽ đổi, dùng có đổi, người ta xé cái ra rồi. Hoặc là nó bóc cái dây leo. Bóc dây leo lên. Nguyên một cái đoạn đường dài này làm sao có người Mỹ nào túc trực ngồi đó. 24 trên 24 dọc mấy ngàn dặm, bao nhiêu ba ngàn người ngồi đó để mà xem người ta không có tìm cách người ta đi qua. Nhưng mà còn những cái vấn đề khác. Tới cái đoạn đây, quý vị nhìn nè. Đây là cái hình ảnh thực địa giữa vùng biên giới hai nước, đi qua những cái vùng núi non như thế này, khoảng chừng hơn 100 dặm. Thì thưa quý vị, làm sao mà leo đến đây mà để xây tường đây? Và nếu mà người mà người ta muốn đi qua, người ta leo lên núi, người ta vẫn đi qua được như thường, người ta đủ làm con đường mòn từ bên Mexico, người ta để người ta đi qua. Chuyện đó nó cũng không có khó. Cho nên đi sâu vào thực tế, thì cái chuyện những cái bức tường biên giới này, nó thật sự nó chỉ là một cái điều vô nghĩa. Thưa anh Dũng. Vâng, tóm lại qua hai cái chuyện mà chúng tôi trình bày quý vị đó, những cái chính sách di dân mà hợp pháp của Mỹ thất bại, nó làm cản trở cái số lượng người vào được đóng góp cho nền kinh tế của Mỹ. Rồi bây giờ đòi chặn được biên giới, mà mặc dù là không chặn được, vẫn đòi bỏ ra bao nhiêu tỷ để mà xây tường, nó lại làm tốn thêm nữa. Vừa tốn thêm tiền, vừa làm giảm cái nguồn lao động đi vô. Tôi xin nói quý vị rõ là ở đây chúng tôi nói di dân đây là bất hợp pháp hay hợp pháp thì đều là chúng tôi coi như là
về phương diện quan điểm của nhà kinh tế là gì? Nó như là hàng hóa. Thành ra hai cái này nó cộng hưởng lại, nó làm hại nước Mỹ nhiều hơn là làm lợi nước Mỹ. Nó chỉ có thể làm lợi cho một số vị dân cử trong mùa bầu cử, chứ còn không có lợi cho nước Mỹ nếu chúng ta nhìn sâu xa một chút xíu. Đó. À, trước khi chấm dứt chương trình, ban kỹ thuật thể cho coi laptop để cho quý coi họ leo tường này. Đây là tường rào cao đây. Mấy ông tuần tra dưới đứng nhìn chứ làm gì? Đấy không? Bên kia Mexico bên này là chúng tôi leo xuống đó. Anh thấy không? Mười mấy mét luôn đó. Ba ông leo là tỉnh bơ. Thấy chưa? Nó sao cản được? Anh không cản được mà anh vẫn đòi xây tường là nó tốn kém ngân sách. 20 tỷ là ít. Là thời Trump đó, là người ta tính tôi đang tính 20 tỷ. Chứ bây giờ phải hơn. Thấy không? Bốn người luôn là leo nè. Đó. Rồi những cái chính sách mà công khai nó bị cản trở, nó bị là chậm trễ, hai đó nó cộng lại, thưa quý vị, bởi vì nước Mỹ càng ngày càng thâm thủng ngân sách là đúng rồi, càng nợ là đúng rồi, tức là chúng ta tự sướng nhưng mà rồi chúng ta nợ, chúng ta ủng hộ những chính sách đó để rồi chúng ta nợ, rồi chúng ta đi, chúng ta nói chuyện đạo đức, ôi nước Mỹ nợ nhiều quá, đời con đời cháu tôi trả, mà không biết là chúng ta đang làm nước Mỹ nợ mà chúng ta không biết. Xin mời anh, chấm dứt chương trình. Để đưa một cái hình ảnh, thưa quý vị, người ta tính là một năm nước Mỹ cần khoảng chừng 1,5 triệu người nhân công nông nghiệp. Nhưng mà theo cái chính sách mà là mướn nhân viên thời vụ thì cơ quan của nước Mỹ chỉ giải quyết được hồ sơ dưới 90.000. Vì không có đủ. Chưa được 10%. Chưa được 10%. Dạ. Quý vị cứ tưởng tượng đi. Quý vị ăn mỗi ngày, quý vị than phiền là tại ông Biden làm cho giá trái táo, trái cà rốt của quý vị, củ cà rốt của quý vị tăng. Nhưng mà quý vị không cho người di dân đi vào để lượm những cái để hái táo và lượm củ cà rốt thì làm sao cái giá quả táo với lại củ cà rốt của quý vị nó giảm đi? Là bởi vì cơ quan của nước Mỹ chỉ giải quyết được có 1/14 lượng lao động cần thiết để làm những cái việc nông nghiệp ở tại nước Mỹ. Đó là câu chuyện chúng ta cần lưu ý. Cảm ơn quý vị theo dõi chương trình Xoáy tin ngày hôm nay. Chúc quý vị một ngày nhiều niềm vui, bình an, và chúng tôi hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng ngày mai.